X11 Story mến chào các quý vị thính giả. Trong kế hoạch chiến lược mà Quách Gia, Lỗ Túc và Gia Cát Lượng đã vạch ra cho chúa thượng của mình, thì Kinh Châu đều là mảnh đất họ quyết phải giành lấy. Gia Cát Lượng và chiến tướng của Đông Ngô là Cam Ninh cũng đều cho rằng Lưu Biểu không giữ nổi Kinh Châu. Trên thực tế, việc tranh đoạt Kinh Châu đã thay đổi tình hình Trung Hoa thời bấy giờ. Kết quả cuộc tranh đoạt ấy cũng là dự báo cho việc hình thành thế chân vạc của ba nước. Vậy rốt cuộc Kinh Châu là vùng đất thế nào? Và Hán Cảnh Thăng Lưu Biểu là kẻ sao? Sau đây, X51 Story sẽ cùng quý thính giả luận bàn về mảnh đất Kinh Châu và Lưu Biểu trong cuộc tranh đoạt của ba tập đoàn Tào Ngụy và Tôn Lưu nhé. Chúng ta sẽ bắt đầu với Hán Cảnh Thăng Lưu Biểu. Nếu Tào Tháo là kẻ gian hùng đáng yêu thì Lưu Biểu tạo cho người ta ấn tượng là bị thịt tốt má. Tại sao lại như vậy? Lưu Biểu tự là Cảnh Thăng, cũng như Lưu Bị đều là dòng dõi hoàng thất nhà Hán, hơn nữa lại còn là danh sĩ đương thời. Theo Hậu Hán thư chép, ông ta là con cháu Lỗ Cung Vương, thân cao 8 thước, vóc người cao lớn, dung mạo hiền hòa. Được liệt vào bát cố cùng với bọn Trương Kiệm, nghĩa là 8 người có đức hạnh, hướng đạo được người khác. Theo Tam Quốc Chí, Lưu Biểu nổi tiếng từ nhỏ, gọi là Bát Tuần, cao hơn 8 thước, vóc dáng rất khôi vĩ. Xem ra dòng dõi hoàng thất nhà Hán của Lưu Biểu có lẽ là thật, không như cái danh con cháu hoàng tộc của Lưu Bị. Có nhiều ý kiến cho rằng Lưu Bị không phải là con cháu Hán thất mà ông ta tự nhận. Danh phận danh sĩ của Lưu Biểu cũng là có thật và lại còn được xếp hạng. Về ngoại hình, ông ta được xếp vào hạng Tuấn Tú, thậm chí còn cao lớn hơn cả Gia Cát Lượng một chút. Về vốn liếng chính trị, ông ta cũng được danh tiếng tốt, là người trong đảng Cố cuối thời Đông Hán, từng bị phe phái Hoạn Quan truy bắt, may chạy kịp mới thoát nạn. Đây cũng là vốn liếng chính trị cho ông ta lập nghiệp sau này. Việc này cũng ví như Tào Tháo trước khi thâu hiền, nạp sĩ đã từng mưu sát Đồng Trác nhưng không thành. Lưu Biểu cũng có bản lĩnh. Theo Tam Quốc Chí và Hậu Hán thư ghi lại, năm Sơ Bình thứ nhất thời Hán Hiến Đế, tức năm 190 sau Công Nguyên, Tôn Kiên cha của Tôn Quyền là thái thú Trường Sa, giết thứ sử Kinh Châu Vương Duệ, triều đình bổ nhiệm Lưu Biểu đảm nhiệm chức vụ này. Lúc này Kinh Châu là vùng đất không hề bình yên, giặc cướp nổi lên nhũng nhiễu dân chúng. Viên Thuận gần đó thì giấy binh ngăn cản, Lưu Biểu thậm chí không thể tới Kinh Châu nhận chức, ông ta đành một mình một ngựa phi vào Nghi Thành. Lúc này Lưu Biểu đưa ra một quyết định chính xác là dựa vào các thế gia vọng tộc bản địa để bình định Kinh Châu. Lưu Biểu tìm được 2 người, một là Khoái Viện người Nam Quận, hai là Sái Mạo người Tương Dương. Sái Mạo nhiều tiền lắm, của khí chất thô kệch, thê thiếp mấy trăm người, nhà cửa 40-50 nơi. Kẻ này về sau là anh em đồng hao với Lưu Biểu, chú dượng của vợ Gia Cát Lượng. Khoái Việt đa mưu túc trí, là kẻ sĩ Kinh Châu được Tào Tháo khen ngợi nhiều nhất về sau này khi Tào Tháo đã thôn tính được Kinh Châu. Lúc bấy giờ, Khoái Việt khuyên Lưu Biểu nên vừa đấm vừa xoa. Khoái Việt nói với Lưu Biểu, gây hại cho Kinh Châu một là Viên Thuật, hai là giặc dòng dõi. Giặc dòng dõi là lực lượng vũ trang phi chính phủ ở địa phương được gây dựng dựa trên mối quan hệ dòng tộc, với trung tâm là các thế gia vọng tộc địa phương. Lưu Biểu phụng lệnh mà không tới được nhiệm sở là do họ ngăn cản. Vậy phải làm sao? Khoái Việt nói, cai trị thời bình phải đặt nhân nghĩa lên đầu, cai trị thời loạn phải đặt quyền mưu lên đầu. Quân không cốt nhiều, cốt quý ở chỗ có người tài. Nghĩa là muốn có Kinh Châu phải vừa cương vừa nhu, một là cảm hóa bằng đức độ, hai là dùng vũ lực uy hiếp. Kẻ địch của ngài chẳng phải là Viên Thuận và giặc dòng dõi ư? Viên Thuận kiêu ngạo nhưng không có mưu, giặc dòng dõi thì phần nhiều là tham lam tàn bạo. Vì vật trước là diệt giặc dòng dõi, sau thì ngăn Viên Thuận. Cách làm cụ thể là dùng người có tài, giết kẻ vô đạo. Sứ quân tỏ rõ uy đức, mọi người ắt sẽ quy thuận. Sau đó, sứ quân Nam chiếm Giang Lăng, Bắc giữ Tương Dương, 7 quận Kinh Châu có thể truyền hịch mà định được. Lúc đó Viên Thuận có kéo đến đánh cũng chẳng lo chi. Lưu Biểu tiếp thu ý kiến của Khoái Việt, phái Khoái Việt triệu 15 người cầm đầu đám giặc dòng dõi đến chém đầu cả rồi đánh úp quân chúng. Làm như vậy là Lưu Biểu dẹp yên được Giang Nam, ngồi trấn Tương Dương. Về sau Viên Thuận hợp tung cùng Tôn Kiên tập kích Lưu Biểu, tướng dưới trướng Lưu Biểu là Hoàng Tổ phục kích bắt chết Tôn Kiên. Từ đó Viên Thuận không mơ màng đến việc xâm chiếm Kinh Châu nữa. Triều đình bổ nhiệm Lưu Biểu làm trấn Nam tướng quân, Kinh Châu mục, phong Vũ thành hầu, ban phủ tiết, vậy là Lưu Biểu đã thành công. Ở đây, bàn về chế độ hành chính địa phương thời nhà Hán, những năm đầu thời Tây Hán, nhà Hán thực hiện chế độ quận quốc, tức là một vương triều hai chế độ, vừa có quận huyện vừa có phong quốc. Từ sau khi Hán Cảnh Đế nghe lời Tiểu Thố Tước bỏ đất phong của phiên vương đến thời Hán Vũ Đế, đất phong chỉ còn là danh hão, trên thực tế là thực hiện chế độ quận huyện, tức là chia thành 3 cấp quản lý, trung ương, quận và huyện. Huyện thuộc quận và quận thuộc trung ương. Cả nước có hơn 100 quận, hơn 1.000 huyện. Quan đứng đầu huyện gọi là huyện lệnh hoặc huyện trưởng, quan đứng đầu quận gọi là quận thú, về sau gọi là thái thú. Ở trên Tôn Kiên là thái thú Trường Sa và Hoàng Tổ là thái thú Giang Hạ, họ đều là quan đứng đầu một quận. Có điều thái thú thời Tây Hán và Đông Hán khác nhau. Thời Tây Hán, trong ngạch hành chính địa phương thì thái thú là quan cao nhất, không có cấp trên nữa.
thời Đông Hán ở phía trên thái thú còn có thứ sử hoặc châu mục. Thời Hán linh đế, châu mục là chức trọng quyền lớn, địa vị cao. Châu mục thời Hán hiến đế lại càng là thiên hạ kiêu hùng. Chư hầu cát cứ một phương ví như Viên Thiệu là châu mục Ký Châu, Tào Tháo là châu mục Diện Châu. Lưu Biểu từ thứ sử Kinh Châu giờ được tấn phong thành Kinh Châu mục có thể coi là sự nghiệp chính trị thăng tiến. Sau khi giữ chức Kinh Châu mục, Lưu Biểu khí độ bất phàm. Năm Kiên An thứ nhất tức năm 196 Công Nguyên, cũng là năm Tào Tháo nghênh đón thiên tử. Chú của Trương Tú là phiêu kỵ tướng quân Trương Tế vì địa bàn quản hạt đã cạn kiệt lương thảo, nên đã xâm phạm quận Nam Dương của Kinh Châu nhưng bị chúng tên lạc mà bỏ mạng. Quan viên Kinh Châu đều kéo đến chúc mừng Lưu Biểu. Nhưng Lưu Biểu nói, Trương Tế vì đường cùng mà phải đến Kinh Châu. Chúng ta làm chủ nhà mà vô lễ, dẫn tới tranh đấu, vốn không phải là ý định ban đầu của ta. Bởi vậy bản châu mục chỉ nhận lời chia buồn chứ không nhận lời chúc mừng. Trương Tú đang đóng quân ở huyền thành Cảm Phục mà kết liên minh với Lưu Biểu. Hành động này của Lưu Biểu rõ ràng rất được lòng người. Thủ hạ Trương Tế vì thế mà quy thuận cả về với Lưu Biểu. Tới năm 198 Công Nguyên, Lưu Biểu không chỉ nắm giữ 7 quận Kinh Tương mà còn mở rộng lãnh thổ, Nam liền Ngũ Lĩnh, Bắc từ Hán Xuyên, diện tích mấy ngàn dặm, quân sĩ mặc giáp trên 10 vạn, bên trong lãnh thổ muôn dặm thanh bình, già trẻ đều vui vẻ phục theo. Nghiễm nhiên, Lưu Biểu đã gây dựng lên một vương quốc độc lập giữa thời điểm thiên hạ loạn lạc. Nhân sĩ Trung Nguyên lũ lượt kéo đến Kinh Châu lánh nạn, kẻ sĩ đi theo Lưu Biểu cũng đến nghìn người, Lưu Biểu đều vỗ về cấp dưỡng, lo liệu chu toàn. Đồng thời ông ta còn cho xây trường học, trấn hưng đạo nho, xây dựng Kinh Châu thành một mảnh đất thiên đường giữa thời loạn lạc. Có thể nhận xét rằng Lưu Biểu là một châu mục tốt. Lưu Biểu tài vậy nhưng tại sao còn bị gọi là bị thịt? Ấy là do có nguyên nhân. Thứ nhất, Lưu Biểu không có chí lớn. Ông ta không phải người tài trí, mưu lược kiệt xuất, không biết thế nào là quẫn bách, cũng chẳng có chí tiến thủ. Quách Gia nói về Lưu Biểu, Biểu chỉ ngồi bàn chuyện xuông với khách thôi. Tào Tháo từng nói, ta đánh Lữ Bố, Biểu không quấy phá. Chiến dịch Quan Độ không giúp Viên Thiệu, nên chỉ là thằng giặc bo bo giữ thân. Tất cả những nhận định trên đều là nhìn thấu Lưu Biểu. Quả thực là Lưu Biểu chỉ mong giữ được mảnh đất một mẫu ba phân, vợ con và lò sưởi ấm của mình. Thế nên, bất luận thiên hạ phân tranh, ông ta đều án binh bất động, sống chết mặc bay, chỉ mong giữ vẹn khoảng Giang Hán, nhìn thiên hạ biến động. Đại chiến Quan Độ, lúc Viên Thiệu nguy cấp, cho sứ giả sang cầu cứu Lưu Biểu, ông ta nhận lời Viên Thiệu nhưng không xuất binh, cũng chẳng giúp Tào Tháo. Về sau, khi Tào Tháo mở chiến dịch bình định Ô Hoàn, Lưu Bị khuyên ông ta đánh úp Hứa Xương, ông ta cũng chẳng động đậy, cuối cùng bỏ mất thời cơ tốt. Tào Tháo và Quách Gia coi thường ông ta cũng không phải vô lý. Thứ hai, Lưu Biểu là người hẹp hòi. Trong chiến dịch Quan Độ, Lưu Biểu tòa Sơn Quan Hổ đấu, hai thuộc hạ Hàn Tung, Lưu Tiên tâu rằng: hào kiệt tranh giành, hai kẻ kiêu hùng cầm nhau, mấu chốt của thiên hạ nằm ở chỗ tướng quân đó. Nếu tướng quân muốn có sự nghiệp gì thì nên nhân cơ hội này ra tay thực hiện luôn đi. Nếu không thì nên chọn một trong hai phe. Hiện giờ tướng quân có hơn 10 vạn quân, ngồi yên quan sát, trông thấy người nên ủng hộ mà không thể ủng hộ, khuyên họ làm hòa cũng chẳng xong. Cuối cùng ắt cả hai bên đều quay ra oán hận tướng quân. Tới lúc đó tướng quân muốn giữ thế trung lập cũng không được. Khoái Việt lúc này cũng khuyên y như vậy. Lưu Biểu bèn phái Hàn Tung đi tới chỗ Tào Tháo để nghe ngóng. Hàn Tung quay về tán dương uy đức của Tào Tháo. Lưu Biểu nghi rằng Hàn Tung phản bội mình, toan giết đi nhưng cha đi, cha lại không ra vấn đề gì đành thôi. Lưu Biểu làm vậy quả thực vô lý. Theo Hầu Hán Thư, trước khi Hàn Tung ra đi đã có lời trước. Hàn Tung nói với Lưu Biểu, theo ngu kiến của Tung, Tào Công anh minh thế, ắt sẽ giành được thiên hạ. Nếu tướng quân định đi theo Tào Công, thì phái Hàn Tung đi sứ Trung Nguyên là được. Nếu vẫn còn do dự thì đừng. Vì sao? Bởi một khi Tung đến kinh sư, chưa biết chừng Hoàng thượng lại ban cho chức tước. Tung từ chối được thì tốt, nhưng nếu không từ chối được, từ nay sẽ thành bề tôi mới của thiên tử, thuộc hạ cũ của tướng quân. Làm bề tôi mới của thiên tử thì sẽ không thể liều chết cùng tướng quân được nữa. Mong tướng quân suy xét kỹ. Lời này của Hàn Tung rất đúng, nhưng Lưu Biểu không nghe, khăng khăng bắt Hàn Tung đi sứ Trung Nguyên. Quả nhiên, Hàn Tung được Hán Hiến Đế phong là thị trung, thái thú Linh Lăng. Lúc này Hàn Tung cũng đứng trên lập trường của triều đình và Tào Tháo để lên tiếng. Lưu Biểu nổi giận, toan giết Tung, Hàn Tung vẫn điềm nhiên như không, nhắc lại những điều đã nói trước khi đi sứ với Lưu Biểu, vợ Lưu Biểu cũng khuyên ngăn. Cuối cùng, Lưu Biểu giam Hàn Tung lại, về sau này khi Tào Tháo chiếm được Kinh Châu, ông ta đã cho thả Hàn Tung. Về việc này, Trần Thọ bình luận rằng, Lưu Biểu chỉ bề ngoài nho nhã mà lòng lại hay nghi kỵ. Lưu Biểu đã không có chí lớn, lại hẹp hòi, dẫn tới vấn đề thứ ba là, Lưu Biểu không biết dùng người. Gia Cát Lượng ở Long Trung trên đất của Lưu Biểu, Lưu Bị đến đầu quân cho Lưu Biểu. Cả hai nhân tài đều ngay cạnh ông ta song ông ta cũng không nhìn thấy. Kẻ sĩ Trung Nguyên kéo xuống Kinh Châu lánh nạn tới hơn nghìn người. Ông ta sắp xếp chu toàn nhưng cũng không trọng dụng được ai. Khi Lưu Bị mới tới Kinh Châu, Lưu Biểu tiếp đãi rất trọng hậu.
Theo Tiên Chủ truyện Tam Quốc Chí có chép, Lưu Biểu đích thân ra tận ngoại ô đón tiếp, đối đãi theo lễ thượng khách, còn chia quân cho Lưu Bị. Nhưng dần ra, hào kiệt Kinh Châu quy tụ theo chân Tiên Chủ ngày càng nhiều thì Lưu Biểu bắt đầu nghi ngờ mà ngấm ngầm kiềm chế. Lưu Biểu còn bày cả tiệc hồng môn mà sái mạo, Khoái Việt là hai người đã chuẩn bị ra tay giết Lưu Bị, nhưng may là Lưu Bị phát hiện ra, viện cớ đi nhà xí mà trốn. Trốn tới Đàn Khê, ngựa đích lư nhảy một cú cao ba trượng mới giữ được mạng cho Lưu Bị. Về sau La Quan Trung dựa theo đó viết thành, Lưu Hoàng thúc giục ngựa vượt Đàn Khê trong Tam Quốc diễn nghĩa. Lúc bấy giờ, để đề phòng Lưu Bị, Lưu Biểu để Lưu Bị đóng quân ở Phàn Thành. Thực ra, Lưu Biểu đề phòng Lưu Bị cũng không hẳn không có lý. Lưu Bị quả thực khiến các chư hầu đau đầu nhức óc. Một mặt ông ta nương nhờ ai là kẻ đó xui xẻo, đi tới đâu thì nơi đó động đất ví như Lưu Bị theo Công Tôn Toản, Toản bị Viên Thiệu diệt, theo Lữ Bố thì Lữ Bố bị Tào Tháo diệt. Mặt khác, ngoài Viên Thuật ra còn ai cũng đều công nhận Lưu Bị là một anh hùng, vì vậy đều tiếp đãi hậu hĩnh như Viên Thiệu hay Tào Tháo là ví dụ. Lưu Bị có thể ví như một nhân vật dạng cú mèo, nói khéo thì là bậc kiêu hùng trong thiên hạ. Một người như vậy, nương nhờ Lưu Biểu, mà ông ta cũng không dùng được. Quách Gia nói với Tào Tháo, Biểu chỉ ngồi xuông nói chuyện tiếp khách thôi. Tự biết tài không đủ kiềm chế Lưu Bị, dùng vào việc lớn thì sợ không chế ngự được, dùng vào việc nhỏ thì bị không chịu. Ông ta chỉ có thể khách sáo bỏ xó Lưu Bị một nơi, rồi đề phòng cẩn thận từng chút mà thôi. Quả nhiên đúng như Quách Gia nhận định, vấn đề thứ tư của Lưu Biểu là không có người nối nghiệp xứng đáng. Các con của ông ta không đủ tài, bản thân ông ta cũng không sắp xếp thỏa đáng. Lưu Biểu có hai con trai, con trưởng là Lưu Kỳ, con thứ là Lưu Tông. Cả hai đều là con của vợ đầu Lưu Biểu, nhưng vợ sau là Sái Phu Nhân lại gả cháu gái bên đằng mẹ cho Lưu Tông, mong Lưu Tông thành người kế nghiệp. Đám sái mạo cũng ủng hộ Lưu Tông, sự thực thì Sái Thị đã khống chế được Lưu Biểu rồi. Đương nhiên Lưu Kỳ không thể không nhận ra, nên đã sang cầu cứu Lưu Bị, Gia Cát Lượng. Gia Cát Lượng lại có vợ là họ hàng với Sái Thị, do vậy hiển nhiên là không tiện giúp đỡ, nên Gia Cát Lượng lánh mặt suốt. Sau Lưu Bị bày cho Lưu Kỳ một kế, dụ Gia Cát Lượng sang xem sách quý, rồi ép Gia Cát Lượng giúp mình. Bấy giờ, Gia Cát Lượng mới bày cho Lưu Kỳ xin Lưu Biểu cho ra chấn giữ Giang Hạ. Về sau, số quân Lưu Kỳ dẫn đi chấn giữ Giang Hạ là một nửa số quân Lưu Bị dùng trong đại chiến Xích Bích. Sắp xếp của Lưu Biểu thực sự đã ngầm cất giấu tai họa chia cắt cho Kinh Châu sau này. Thực tế là sau khi Lưu Kỳ ra đi, Kinh Châu chia làm hai phe. Một phe lấy Lưu Tông làm đại biểu trên danh nghĩa, đằng sau là bọn sái mạo Khoái Việt. Những người này chủ trương hàng Tào. Phe còn lại lấy danh nghĩa ủng hộ Lưu Kỳ, đằng sau là Lưu Bị, Gia Cát Lượng. Lưu Bị chủ trương chống Tào liên minh với Đông Ngô, vì vậy phe này là phe chống Tào. Về phần Lưu Biểu, có lẽ ông ta không muốn hàng Tào, cũng chẳng muốn liên minh với Ngô chống Tào, tốt nhất là đứng ngoài xem xét thời cuộc. Nhưng việc này ông ta chỉ quản được khi sống, còn lúc ông ta chết, những đứa con của ông ta không làm được. Huống hồ, đại chiến Xích Bích tranh đoạt Kinh Châu còn chưa bắt đầu mà trong nhà ông ta đã đấu đá loạn lên rồi. Không sắp xếp được việc về sau như thế, Lưu Biểu chẳng há là kẻ bị thiệt ư? Với bốn vấn đề như vậy, Lưu Biểu không được đánh giá cao. Trần Thọ còn cho rằng ông ta giống Viên Thiệu. Cả hai đều có bề ngoài đẹp đẽ, có phong độ, có tiếng tăm, có thành tựu lúc trẻ, nhưng đều ngoài rộng lượng mà trong nghi kỵ, ưa mưu mẹo mà không quyết đoán, có người tài mà không sử dụng được, nghe lời hay mà không chịu tiếp thu, bỏ con trưởng mà lập con thứ, bỏ phép tắc mà theo tình riêng. Nhận xét trên là hoàn toàn có lý, Lưu Biểu và Viên Thiệu có nhiều điểm tương đồng. Nhưng trong sự diệt vong của mỗi người lại khác nhau. Viên Thiệu là tự chuốc lấy diệt vong, còn Lưu Biểu lại là kiếp nạn khó tránh, bản thân ông ta không hề trêu chọc vào ai cả. Thứ hai, với thực lực và tài năng có hạn của mình, Lưu Biểu không có lựa chọn nào khác ngoài là một kẻ bo bo giữ thân. Nhưng ông ta không hiểu một đạo lý, nếu chỉ bo bo giữ mình thì khó tự bảo vệ nổi, có lúc vẫn cần phải đánh để giữ. Thứ ba, chính là vì Lưu Biểu thực hiện chính sách và sách lược yêu dân chúng nuôi kẻ sĩ, ung dung giữ mình nên Kinh Châu mới được mấy năm hòa bình ổn định, rất nhiều dân chạy nạn từ phương Bắc xuống cũng được cứu tế, đây là một việc tốt của Lưu Biểu không thể phủ nhận. Lưu Biểu rất biết người biết ta, không tự cho mình là tài nên mới thực hiện chính sách yêu dân chúng, nuôi kẻ sĩ, ung dũng giữ mình mong có thể giữ yên được Kinh Châu thời loạn thế. Lưu Biểu đúng là tôi hiền thời bình, người phàm thời loạn, nhưng bất hạnh lớn nhất của ông ta là sinh nhầm thời. Ông ta sinh vào thời đại ca lớn nuốt ca bé. Đây không phải là sai lầm của ông ta mà chỉ là ông ta xui xẻo mà thôi. Dĩ nhiên là Lưu Biểu không phải lúc nào cũng xui xẻo. Ông ta được phái đến Kinh Châu là may mắn. Kinh Châu là một trong hai châu lớn nhất thời Đông Hán. Hai châu này là Kinh Châu và Ích Châu, đều có trên 100 huyện. Có điều hai châu này lớn nhưng vai trò quân sự không quan trọng lắm. Bấy giờ trung tâm chính trị Trung Quốc đặt ở phía Bắc, chiến trường tranh đoạt chủ yếu ở phía Bắc, Kinh Châu ở phía Nam nhất thời chưa rơi vào miệng cọp. Rất phù hợp để một kẻ yếu như Lưu Biểu sinh tồn và tập đoàn nhỏ như Lưu Bị phát lên. Đủ thấy, Lưu Biểu cũng không xui xẻo lắm.
cũng đủ thấy sách lược của Gia Cát Lượng vạch ra cho Lưu Bị ở Long Trung có tầm nhìn xa trông rộng đến mức nào. Tiếc thay cho Lưu Biểu, cây muốn lặng mà gió chẳng đừng, trời cao và những kẻ khác không để Lưu Biểu bình yên vô sự. Gia Cát Lượng vạch ra cho Lưu Bị sách lược chiếm lấy Kinh Châu mà thay thế Lưu Biểu. Tào Tháo ở phương Bắc và Tôn Quyền ở miền Đông cũng chăm chăm nhìn vào. Thực ra con người như Lưu Biểu trong lúc thiên hạ chưa định chỉ có thể an phận ở một xó hồng mong giữ mạng thôi. Một khi thiên hạ sắp định, ngày tháng yên ổn của ông ta cũng chấm dứt. Tất cả đều bởi ông ta là Kinh Châu mục, quả là thành cũng bởi Kinh Châu, bại cũng bởi Kinh Châu. Xét ở ý nghĩa này, Lưu Biểu là kẻ may mắn bất hạnh. Chúng tôi xin kết thúc bài chia sẻ của mình tại đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành ra thời gian quý giá để lắng nghe bài chia sẻ này. Xin kính chúc quý thính giả cùng gia đình luôn luôn hạnh phúc, thành công và bình an trong cuộc sống.